rụt nhỉ. Quá sợ. Vào giữa mùa xuân rồi, nhiệt độ nó ấm lên, con cá nó bắt đầu ăn nổi. Với những con lộc trinh rất là phê này. Đi rồi em ơi. Vậy là tôi phát hiện ra ở đây là có tới 4 lứa lóc bông rồi. Con này chưa phải là con to, con to phải tầm cỡ hơn chục cân cơ. Để tìm được khu vực có lóc bông thì trước hết phải đi tìm những khu vực mà cá lóc bông thường cư trú, sinh sống và săn mồi. Những con mồi của lóc bông với tập tính săn mồi của lóc bông mà bao giờ chúng chỉ đớp mồi và chỉ ăn một phần thôi. Những con cá thậm chí rất là lớn bị con lóc bông nó táp và chỉ ăn một nửa phần đuôi. Nổi lên như vậy thì khu vực đó là sẽ nhiều lóc bông và mình sẽ tập trung, mình sẽ săn ở khu vực đó thôi. Không hề mẹ đớp nổi, con ngạnh nó có bao giờ nó lên mặt nước đâu. Có cậu công nữa thôi. Thôi. Thôi có mình rút thôi. Rút nhá. Quá sợ. Ngày không, hôm nay là chưa phải ngày để săn nó được rồi. Nó phần cho mình bữa trưa này là biết ý được rồi, để hôm một ngày khác. Móm là chuyện quá bình thường nhỉ. Nhìn mỡ nó sôi xèo xèo kìa. Chính thôi. Được. Đúng rồi. Con này cũng khá đấy. Đóng trên hàng. Không. Trong mặt sẹo, con này có mặt sẹo. Quánh nhau coi như là chơi mặt luôn này. Được.